muốn sống. Tạm biệt, con rồng sẽ giết bạn. Chạy ngay đi. Họ còn để lại tờ tạm biệt nữa. Không lẽ là hả, những người này, những công chúa này đều đã phải hy sinh và mình cũng sẽ giống như họ sao? Hả? Đây là đâu vậy ạ? Đây là nơi linh thiêng của gia tộc rồng chúng ta. Bất cứ cái đám cưới nào trong gia tộc đều phải đi qua chỗ này để có thể xác nhập công chúa là người của gia tộc ta. À, vậy sao? Trời ơi, cái chỗ này sâu ghê á, nhìn sợ quá. Mà nó là cái cầu dẫn qua bên kia. Hoàng tử đang đợi mình sao? Công chúa, con hãy đi qua bên đó đi. Chỉ cần xong cái thủ tục này thì con chính thức sẽ là công chúa của vương quốc ta và là hoàng hậu tương lai của đất nước ta. Dạ thưa quốc vương. Ơi, đám cưới ở đây á hả, thật là nhiều thủ tục mà. Sau á, khi mà tổ chức đám cưới ở cung đình, mình cùng những người ở bên á hả, gia tộc rồng, có nghĩa là nhà chồng tương lai của mình đó, đã đến lên ngọn núi này. Đây là đỉnh ngọn núi rồng của vương quốc này. Nghe nói là hả, có thờ rồng đó mọi người, nhưng mà mình không biết là có rồng thật hay không, chứ từ xưa tới giờ mình chưa nghe tới con rồng bao giờ. Cho nên là mình nghĩ hả, đây chắc chỉ là tổ tiên của họ thôi. Và bây giờ mình phải thực hiện cái nghi lễ gì đó của họ để mới có thể trở thành con dâu chính thức của hả, gia tộc này nè mọi người. Vậy là bây giờ con chỉ cần hả, đi qua bên đó và hả, làm lễ với hoàng tử thôi đúng không ạ? Đúng vậy. Mà con hãy đưa tay của con ra đây cái đã. Hả? Tay ạ? À? Dạ, tay con nè. Con chịu đau xíu nhé. Hả? Sao lại phải chịu đau? Ui, sao lại cắt dao vậy? À, sao hoàng hậu lại cắt tay của con vậy? Ta xin lỗi nha, nhưng nó chỉ là một vết xước nhẹ thôi. Ta chỉ cần lấy một chút máu của con để có thể hòa trộn vào đây. Đây chính là chén máu mà có hả, máu của hoàng tử. Còn với hoàng tử ngày hôm nay sẽ chính thức được hòa làm một. À, là vậy sao? Vậy là người ta hả, lấy một của mình một hai giọt máu để hòa trộn với lại một hai giọt máu của hoàng tử kia, người sẽ là chồng mình đó. Đổ xuống dưới hang nè. Còn công chúa, con hãy tiến đến chỗ của hoàng tử đi. Dạ thưa hoàng hậu, thưa đức vua, đó là chồng tương lai của mình. Đưa tay cho ta nào. Được thôi. Chúc mừng công chúa và hoàng tử của ta. Hai con đã minh chứng được tình yêu của mình trước mặt bàn thờ của tổ tiên và vương miện của tổ tiên chúng ta. Giờ đây thần rồng đã minh chứng cho tình yêu của hai con. Từ giờ hai con sẽ là vợ chồng. Hoàng tử, bế công chúa về đây nào. Hả? Bế sao? Ngại chết đi được. Không sao, ta sẽ bảo vệ nàng mà. À, được thôi. Thì già ngại quá đi. Nghi lễ nhập gia chính thức đã hoàn thành. Vậy là từ giờ công chúa mèo đã trở thành người của hoàng tộc. Ha, vậy là từ giờ mình đã trở thành người của gia đình này rồi sao? Chúc mừng công chúa. Hoàng tử, đã tới lúc rồi đó con. Hả? Tới lúc gì vậy? Trên đỉnh của ngọn núi rồng thần. Hỡi rồng thần, ta xin cống nạp cô gái của dòng họ nhà chúng ta. Hả? Cái gì cống nạp? Hả? Chuyện này là sao hoàng tử? Xin lỗi nàng nha. Hả? Là sao? Là sao vậy? Ê, sao mình không đi vô đi? Hoàng tử! Hoàng tử! À, tại sao? Không! Trời ơi, đau quá. Đây là đâu vậy? Ơi trời ơi, sao chỗ này nó lại lạnh với lại toàn là đất đá không vậy? Khoan đã, mình nhớ ra rồi. Ha, xin lỗi nàng nha. Hoàng tử, hoàng tử. Ha, trời ơi, tưởng là đám cưới cuối cùng mình lại bị rớt xuống đây rồi. Mình cứ tưởng là mình chết rồi các bạn ơi. Rơi ở cái độ cao như vậy luôn. Đó là cái miệng của hang động kìa. Làm sao mình lên được tới đó bây giờ? Còn đây là đâu? Tự nhiên mình phải ở đây vậy trời. Trời ơi. Trời nóng quá. Chỗ này là hang núi lửa hay gì mà có mấy cái nham thạch ở đây vậy trời? Tự nhiên mình thấy đau quá. Úi. Mình bị thương rồi. Buồn quá đi. Tự nhiên cái hả, đi cứ chạy
chồng đã giúp cho đất nước rồi, cuối cùng bây giờ hả bị lừa rớt xuống đây. Nhưng mà họ tại sao lại muốn mình rớt xuống đây nhỉ? Không biết để làm gì nữa. Ở đây nó có một cái kính, cái lăng kính gì nè, nhưng mà không hiểu mình có thể nhìn vô trong này hả? Nhưng mà tại sao ở đây lại có cái thấu kính nhỉ? Hả? Cái tí gì vậy? Hả? Ê, có cái gì đằng sau lưng mình? Rồng, đó là một con rồng. Ôi không, con rồng này có thật sao? Cống nạp mới. Người dám đứng đây sao? Mau chạy đi, ta cho người chạy đó. Chạy cái gì? Không lẽ con rồng đó tính giết mình sao? Con rồng ở đâu rồi? Chạy đi đâu? Chạy dưới nước. Con rồng nó đuổi theo rồi, chạy thôi. Hi cha. Trời ơi, nó canh mình ở trên kìa, làm sao đây? Mày tưởng như vậy là có thể thoát được ta sao? Nó thổi mình. Bơi lên thôi. Ráng lên. Cái dòng nước này có thể đưa mình đi lên được nè. Chạy. Mày chạy đi đâu? Nóng quá. Chạy thôi. Trời ơi, ghê quá đi. Mày tưởng mày trốn được ở đó hả? Mày sẽ không thoát được đâu. Tha cho tôi đi. Hãy xem tôi đây. Chết nhưng những con nhỏ không có chúa kia thôi. Cha ơi, cứu con. Hả? Có chuyện gì vậy Điện Hạ? Ta có cảm giác ta vừa mới nghe thấy tiếng con bé. Ý ngài là công chúa Mèo? Đúng vậy. Sao tự nhiên ta không gặp nó? Ta cảm thấy lo lắng quá. Điện Hạ, thần có việc muốn nói. Thật ra thần rất là nghi. Gia tộc này thật sự không có làm ra cái đám cưới này đúng như họ nói đâu. Ý nàng nói là sao? Mau nói cho ta nghe đi. Thần thiếp đã nghe được từ hoàng hậu của gia tộc này nói về một cái âm mưu gì đó liên quan đến đám cưới. Mà cái việc mà hả công chúa Mèo phải hả đi ở với hoàng tử ở một lâu đài khác trên núi rất là hả đáng nghi, để không cho chúng ta biết nữa. Thần nghĩ là chuyện này có vấn đề thật sự đó. Có chuyện như thế thật sao? Nhưng ta không nghĩ là nhà vua lại lừa ta đâu. Thần thiếp cũng chỉ mong đó là đa nghi thôi. Nhưng mà thật sự bây giờ không có tin tức của Mèo. Thần thiếp rất lo cho nó. Thôi, nàng cứ ở đây chăm sóc Seraphine đi. Ta sẽ hả cùng với hai tinh lính chạy lên núi xem thử xem cuộc sống của Mèo thật sự sẽ đang như thế nào. Chắc là ta sẽ lên đường đi luôn. Chứ ta có cảm giác linh cảm không tốt. Mong là suy đoán của nàng không đúng. Vậy thì ngài hãy lên đường, mau lên đi ha, cẩn thận nhé, bảo trọng. Được, ta đi đây. Mèo à, chờ ta. Lên đường thôi. Hắn ta biết rồi ư? Thần thiếp nghĩ rằng chúng ta phải bịt miệng lại những người còn lại thôi. Điện hạ có thấy vậy không? Còn lão già đó kiểu gì cũng sẽ ra đi thôi. Không ai có thể vào đó rồi có thể sống trở ra hết. Trời ơi, mình còn sống không? Hay tất cả chỉ là giấc mơ?
đau đầu quá đi, nóng quá, đói nữa, khát nước nữa. Tỉnh dậy rồi. Khoan đã. Trời ơi, một cái xác này, một cái xác ở đây nữa. Mình đã nằm ngủ chung với hai cái xác luôn đó các bạn ơi, ghê quá đi. Trời ơi, mình đã bị thương rồi, bây giờ còn rách te tua cái váy cưới này nữa. Trời ơi, đáng thương quá đi. Cái gì đây? Đây là một bức tường bị điêu khắc bằng cái gì thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà cái màu đỏ này không lẽ là máu của những người đã chết sao? Vậy là mình muốn đọc thử ở đây coi đó là cái gì. Cả vương quốc đó là bọn lừa đảo. Vương quốc nào? Chẳng lẽ ý nói là vương quốc của đức vua hoàng hậu vương quốc rồng sao? Nơi mà đã cưới mình về. Muốn sống, tạm biệt, con rồng sẽ giết bạn, chạy ngay đi. Trời ơi, đúng thiệt, con rồng đó nó muốn giết mình thiệt mà. Nóng quá, cứu tôi, cuộc đính hôn này là cái bẫy. Vậy là mình không phải là cô dâu duy nhất bị lừa đến đây. Những người này đều là những công chúa của những đất nước láng giềng sao? Trời ơi, sao mà cái mấy người này ác quá vậy? Còn nữa, bọn khốn hoàng tộc. Tôi muốn sống, tôi không phải công chúa duy nhất bị lừa sao? Trời ơi, nhiều người tội đến vậy đã bị mắc kẹt ở đây hả? Rốt cục là họ đã bắt bao nhiêu công chúa cống nạp cho con rồng đó vậy? Cái chữ màu đỏ to nhất là thoát khỏi đây bằng mọi giá. Nhưng mà phải làm sao mới thoát được đây? Giật mình, cái tiếng gì vậy? Trời ơi, ở đây tối quá. Còn hả? Thối nữa. Rồi không có đồ ăn, không có nước uống. Mình vừa đói vừa đau, mà vừa khát nữa. Thậm chí là những cái người đã chết ở đây đều đã ghi những cái như đói quá nè, muốn sống. Rồi hả, nóng y chang như là cảm giác của mình lúc này vậy. Họ còn để lại tờ tạm biệt nữa. Không lẽ là hả, những người này, những công chúa này đều đã phải hy sinh và mình cũng sẽ giống như họ sao? Không được, mình không muốn vậy đâu. Có ai đâu cứu mình không? Trời ơi, tại sao vậy? Trời ơi, đám cưới chết tiệt này. Tại sao chứ? Rồi nó sẽ bỏ cuộc như những người còn công chúa khác thôi. Mày kiên trì được đến bao lâu? Có người đáng ghét. Đi thôi. Giết người phải đợi mày.